Xin chào các bạn, Ngàn đang ở quán cà phê Panorama, hay còn gọi là quán cà phê Đầu Đèo Đại Ninh ở trên Google Maps nha. Trước khi mà chúng ta đi từ ở trên Đại Ninh, Ninh Gia của huyện Đức Trọng, đi theo quốc lộ 28B, khoảng 18 km chúng ta tới cái quán cà phê Panorama bên tay phải, để chuẩn bị đổ đèo Đại Ninh để đi về lại huyện Bắc Bình của tỉnh Bình Thuận. Ngàn bay một cái flycam để cho các bạn xem một cái view rất là tuyệt vời. Trước khi chúng ta đổ đèo thì các bạn thấy chúng ta đang đứng ở trên một cái đỉnh núi cao 1.100 m so với mực nước biển, và nhìn xuống cái bờ hồ dưới là hồ thủy điện, cái cổng xã của hồ thủy điện Đại Ninh nha. Còn cái hồ thủy điện Đại Ninh thì nó nằm ở xã Ninh Gia của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đây một cái view phải nói là rất là tuyệt vời, view triệu đô. Và cái quán cà phê người ta mở ở trước ống kính đây, nằm cập sát cái con đường quốc lộ 28B luôn. Hôm nay là xe 30 chỗ chở rất là nhiều đoàn khách của Malaysia ghé thăm. Bên Malaysia thì họ rất là nhiều biển đẹp, thành ra qua đây là họ rất là thích đi núi nha. Một trong những cái điểm yêu thích của người Indo và Malaysia đó là cái cao nguyên Lâm Viên hay là Đà Lạt, Đức Trọng, người ta rất là thích đi. Và cái cung đèo Đại Ninh nằm trên quốc lộ 28B là một trong những cái cung đèo ngoạn mục và nổi tiếng bậc nhất về độ nguy hiểm của tỉnh Bình Thuận cũng như là Lâm Đồng. Chúc các bạn vững tay lái và hành trình an toàn.